Đang săn lùng chiếc loa DK02 này để đi chơi mùng 2 tháng 9 sắp tới, nghỉ cho tới 3-4 ngày đó. Anh chị đi đâu em không cần biết, nhưng mà đã đi xa đó, muốn hát karaoke cần một con loa công suất lớn đáp ứng được nhiều người, tầm đâu đó là khoảng 15-20 người đúng không anh chị? Thì con loa này nó có được nè, hai con bass 2 tấc để cho anh chị là quất nhạc sàn, hát karaoke, nhạc gì cũng chơi, nhạc gì cũng quẩy ha. Đi kèm thêm hai micro nữa cho anh chị có thể là hát karaoke, và có ba hiệu ứng vang là delay, echo và reverb ha. Đó, kết nối bluetooth cũng rất là dễ dàng đó, bật lên là anh chị có thể là kết nối thôi. Và sau khi mà đi chơi xong xuôi rồi về rồi á, thì con loa này nó còn có những là tổng kết nối đằng như sau, là đằng sau này nè anh chị, đằng sau này nè, thì nó sẽ có cho mình là optical nè, HDMI ARC nè, out in và out nè, xong rồi có hiển thị phần trăm pin luôn, anh chị có thể là búa nó xuống ngay ở trên đây luôn, kết nối tivi vào cái cổng nào cũng được hết đó, đó quá là đã luôn. Rồi đó, sau khi mà kết nối xong thì em sẽ cho anh chị nghe thử nhạc sàn của nó nha. Nhạc sàn nha mấy anh chị, đây rồi. Kết nối nè, đây đó, nó có chế độ bass boost nữa cho nên là nghe nhạc cực kỳ đã luôn, nghe nhạc cực kỳ đã luôn. Rồi đây đó, chuyển tài khoản các anh chị ơi, đây rồi, vô anh chị ơi. Let's go. Optical mode. AUX. Bass boost on. Cần nó thì cứ bấm ngay vào giao hàng bên tay trái nha anh chị. Con này được bảo hành trong vòng 12 tháng, vừa được bảo tới trong vòng 7 ngày nha. Rồi.